Ngọc Vy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Hai, 16 tháng 5, 2016, chương trình phát hình của SBTN Washington DC được mở đầu với bản tin tóm lược quan trọng trong ngày. Tiếp theo chương trình là phóng sự về cuộc biểu tình phản đối Cộng sản Việt Nam trước nguy cơ môi trường bị ngộ độc do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Kế tiếp là bản tin về lễ kỷ niệm 49 ngày tang giáo sư Nguyễn Ngọc Bích do Võ Thiện Toàn và Bích Phượng ghi nhận. Tiếp theo là bản tin Ngày của Thế giới Pháp Luân Công do Destiny Nguyễn thực hiện. Và sau cùng là chương trình hàng tháng của Hội Thánh Tin Lành Baptist Phục Hưng. Để bắt đầu chương trình, Ngọc Vy xin gửi đến quý vị bản tin tóm lược quan trọng trong ngày. Donald Trump cho biết khó có thể có một mối quan hệ tốt đối với Thủ tướng Anh Cameron. Ông Donald Trump tuyên bố, ông dường như không có một mối quan hệ tốt đối với ông David Cameron vì Thủ tướng của Anh Quốc cho rằng ứng cử viên Tổng thống Trump là người gây chia rẽ, ngu ngốc và sai khi đưa ra đề nghị một lệnh cấm tạm thời đối với người Hồi giáo vào Hoa Kỳ. Kế tiếp là phóng sự về cuộc biểu tình tại Hoa Thịnh Đốn vào ngày Chủ nhật 15 tháng 5, phản đối Cộng sản Việt Nam trước nguy cơ môi trường bị ngộ độc do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Bích Phượng, SBTN Washington DC, kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày Chủ nhật 15 tháng 5, 2016. Ngoài trời rất là lạnh và gió, Bích Phượng đã có mặt tại trước Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam ở Washington DC để cùng với tất cả mọi người tham dự cuộc biểu tình bảo vệ môi sinh, cá cần nước sạch, người cần minh bạch. Biểu tình bảo vệ môi trường Sài Gòn tiếp tục bị bắt bớ và để hỗ trợ tinh thần cho những sinh hoạt chống Việt Cộng, Tàu Cộng của đồng bào trong nước đã có một buổi biểu tình tại Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ và sau đó là trước Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam. Chương trình kính chào toàn thể quý đồng hương có mặt ngày hôm nay trong cái cuộc biểu tình cùng với toàn dân ở trong nước chống lại Đảng Cộng sản, ác dân, hại nước. Chúng ta thấy là cá chết rất nhiều ở vùng duyên hải của Việt Nam. Nhà nước Cộng sản đã làm gì được cho người dân? Hoàn toàn không làm được một chút gì hết trơn. Đến cái mức độ mà từ vùng duyên hải bắt đầu lan tràn vào vùng Đồng Nai, cá chết không biết là bao nhiêu. Dân muốn được minh bạch, đòi hỏi thì Cộng sản đàn áp. Chúng ta có mặt ngày hôm nay để nói lên tất cả những sự bất mãn đó. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đâu Đảng Cộng sản Việt Nam đàn áp người yêu nước. Kính thưa quý vị, kính chào ông Đoàn Hữu Định, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia ở tại vùng Virginia. Kính thưa quý vị, trong Liên hội Cựu chiến sĩ cũng như đại diện các đoàn thể tổ chức và đặc biệt xin được chào mừng quý vị đồng hương ở tại vùng Canada, Toronto cũng như là khắp mọi nơi và tại DC. Hôm nay chúng tôi được tham dự cái cuộc biểu tình ngày hôm nay cùng với cộng đồng, cùng với quý vị để chúng ta nói lên khát vọng chung với đồng bào trong nước. Đó là Việt Nam phải nhanh chóng có tự do dân chủ và Việt Nam phải làm sao chấm dứt tình trạng cai trị độc tài của chế độ Cộng sản Việt Nam. Cá cần nước sạch, dân cần minh bạch. Đây nó không chỉ là khát vọng bình thường mà đây là cái nhu cầu thiết yếu để Việt Nam sớm chấm dứt cái tình trạng đô hộ đe dọa của Trung Quốc cũng như tình trạng tham nhũng độc tài của chế độ Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi đến đây để đồng hành với đồng bào tiểu bang của Washington DC để biểu tình trước Tòa đại sứ Việt Cộng, để cùng đồng hành với đồng bào trong nước, đồng hành với đồng bào quốc nội đã bị Cộng sản đàn áp. Một điều rất quan trọng là chúng tôi muốn thưa với đồng bào trong nước là đồng bào ở hải ngoại lúc nào cũng quan tâm và đồng hành với đồng bào trong quốc nội. Tiếng nói của đồng bào quốc nội chúng tôi lắng nghe và chúng tôi đại diện cho đồng bào ở quốc nội
đưa tiếng nói đó đi xa hơn và đi khắp năm châu bốn bể để cho thế giới biết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng hèn với giặc, ác với dân, lúc nào cũng bắt tay với kẻ thù để mà để cho kẻ thù xâm lăng đất nước. Có Việt Nam! Có Việt Nam! Có Việt Nam! Chúng tôi đến đây hôm nay được khoảng chừng 30 người và chúng tôi đến nơi đây để biểu tình trước cửa Tòa đại sứ Việt Cộng ở tại Washington DC. Chúng tôi đến nơi đây để biểu thị cái sự đồng lòng của chúng tôi và người dân Việt Nam. Thưa quý vị, tôi thiết nghĩ rằng ruộng lúa ở miền Tây của chúng ta đang bị ngập mặn, miền Trung cá chết. Hiện nay chúng ta không còn con đường nào khác. Sinh lộ cuối cùng và duy nhất của người Việt Nam phải cùng nhau đứng lên nắm tay nhau chấm dứt chế độ độc tài của Cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam bay đi! 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 Bích Phượng tường trình từ Washington DC trước Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam. Sau đây là bản tin buổi tưởng niệm 49 ngày tang giáo sư Nguyễn Ngọc Bích được tổ chức tại Virginia vào ngày thứ Bảy 14 tháng 5 do Võ Thiện Toàn và Bích Phượng ghi nhận. Kính mời quý vị theo dõi. Dưới sự bảo trợ của cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thành Đố Maryland và Virginia, cùng phối hợp với các hội đoàn thân hữu để tưởng niệm 49 ngày tang của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, cùng đón nhận kỷ yếu Nguyễn Ngọc Bích một tấm lòng cho quê hương. Vào lúc 2 giờ trưa tại Providence Center, thành phố Fortress, Virginia, đã có hơn 200 quý đồng hương và thân hữu đến tham dự và trong vòng một tiếng đồng hồ, 200 quyển sách kỷ yếu Nguyễn Ngọc Bích, tấm lòng cho quê hương đã được bán hết. Theo lời ngỏ của ban biên tập, suốt 41 năm tại hải ngoại, không ít người Việt Nam yêu nước đã phục vụ quên mình cho lý tưởng tự do dân chủ của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, phải công nhận rằng ít người đã cống hiến một cách tích cực, liên tục và phong phú trong nhiều lĩnh vực như giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Ông đã thành lập hay góp phần thành lập và lãnh đạo nhiều tổ chức, chính trị, cơ sở văn hóa, giáo dục, xã hội và truyền thông. Được biết, ban tổ chức đã chuẩn bị vào ngày 12 tháng 3 và 12 tháng 4 đến 30 tháng 4, đã hoàn tất phần kỹ thuật layout và 1 tháng 5 giao cho công ty Amazon in và phát hành. Đồng thời, 300 kỷ yếu cũng được có bán trên Amazon và các tiểu bang miền Nam và Bắc Cali, Boston, Texas và Paris. Theo lời nữ sĩ Trương Anh Thủy, quyển sách với những bài viết góp phần cho cuốn sách đồ sộ 700 trang. Tiếp đến là hai kỹ sư trẻ Trần Minh Triết của nhóm Phật tử Hoa Đàm và Đặng Hoàng Lân của người Việt Boston đã hy sinh làm ngày đêm sắp xếp, layout cho cuốn sách kịp đưa vào nhà in để nó có thể nằm trên tay quý thân hữu trong ngày tang 49 của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Một tấm lòng cho quê hương không phải là không có lý do. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã yêu nước đến hơi thở cuối cùng, ngay trên đường đi tranh đấu giành lại biển đảo cho Tổ quốc Việt Nam. Với sự tiếp tay của các báo chí, truyền thanh, truyền hình và với các sự tiếp tân do Nhà Việt Nam, nhóm Chương Vương cùng với MC chuyên nghiệp Nguyễn Văn Khanh và Bán Văn Nghệ thì bao giờ cũng được coi là cái đinh của buổi tổ chức. Với sự góp mặt quý báu của những ca sĩ nổi tiếng trong vùng đã làm cho buổi ra mắt kỷ yếu Nguyễn Ngọc Bích thành công rực rỡ. Một người bạn trẻ, anh Nguyễn Long Quang, đã nói lên vài lời về giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, là người đã giúp anh biết về Vietnamese American Youth Leadership Conference. Cháu không biết có tên tiếng Việt không, nhưng đại khái đây là khóa hè hàng năm, thường diễn ra có 3 ngày và khoảng 5, khóa huấn luyện tuổi trẻ Việt Nam về những kỹ năng lãnh đạo, để các em có thể nắm được các trọng trách cầm đầu ở các nơi, các em có mặt như trường học, lớp học, sở làm, công ty, dần dần tới chính phủ liên bang, tiểu bang, tóm lại là sửa soạn đi vào dòng chính của xứ này. Như mọi người, cháu nghĩ bác đã đi quá sớm. Cháu và rất nhiều người chung quanh thế giới, đặc biệt thế hệ trẻ, vẫn còn cần bác, vẫn còn bao nhiêu cái mình có thể học được ở bác. Tiếp tục
tục chương trình, xin mời quý vị theo dõi bản tin Ngày của Thế giới Pháp Luân Công tại thành phố New York do Destiny Nguyễn thực hiện. Theo The Epoch Times, vào thứ Sáu ngày 13 tháng 5 năm 2016, có khoảng 10.000 người từ 53 quốc gia đã xuống đường để diễn hành trên các con đường chính của trung tâm thành phố New York nhân kỷ niệm Ngày của Thế giới Pháp Luân Công, hay còn gọi là World Falun Dafa, nhằm vinh danh hòa bình bằng những chiếc áo màu vàng và nhiều khẩu hiệu đề cao Pháp Luân Công. Đồng thời, họ cũng mang những biểu ngữ, những hình ảnh để lên án trước dư luận thế giới về sự tàn nhẫn và đàn áp của chính quyền Trung Cộng đối với Pháp Luân Công, đặc biệt là nạn mổ cướp nội tạng của những người tập Pháp Luân Công còn đang sống, được thực hiện trên quy mô lớn dưới sự hậu thuẫn của chính quyền Trung Cộng. Buổi diễn hành có sự tham gia của nhiều giới trẻ và đặc biệt có cả trẻ em, là những người đã và đang luyện Pháp Luân Công. Có những người trong trang phục đại diện cho đất nước họ, nhưng có cùng một tiếng nói là vì hòa bình, dân chủ cho nhân loại. Nhiều người trong đoàn diễn hành đã nói rằng người Mỹ và thế giới có thể không hiểu hết được những gì mà người tị nạn chính trị đã trải qua đối với tập đoàn Cộng sản. Nên tuổi trẻ có nhiệm vụ nói lên sự thật và cùng đoàn kết để thế giới này không còn sự bất công. Buổi diễn hành được cho rằng rất thành công vì đã quy tụ được rất nhiều người, đủ mọi giới, trên mọi quốc gia, đã cùng Pháp Luân Công lên tiếng phản ứng chế độ độc tài và bưng bít của chính quyền Trung Cộng giữa một thành phố được cho là rất đông khách du lịch và có đủ mọi thành phần chính giới đến từ khắp nơi trên quả địa cầu này. Có những du khách đã nhiệt liệt vỗ tay đồng tình hoặc nhấn còi xe để ủng hộ cho đoàn diễn hành. Cũng có người đã thể hiện bằng nét mặt hay những cử chỉ khinh miệt khi một người tên là Lee Hua Hong, được cho là đây là phần thân cộng, đã bị cảnh sát New York bắt vì đến để phá rối và đánh người trong đoàn diễn hành. Được biết, tính đến nay, Pháp Luân Công đã nhận hơn 3.000 giải thưởng và được công nhận trên toàn thế giới vì những lợi ích về đạo đức, tinh thần và sức khỏe. Destiny, tường trình cho SBTN. Đến đây, chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Được biết rằng cái Medical Chair gần như là chỉ có cái hãng Inada này ở Nhật. Họ đã có một cái bản phát minh độc quyền, cho nên ngay ở Nhật cũng không có một cái công ty thứ hai sản xuất cái này. Cho nên phải nói rằng Inada là một công ty hàng đầu của Nhật và cũng là hàng đầu thế giới. Không những là ghế xoa bóp mà kể cả ghế y khoa nữa. 3-4 năm trước thì tôi có một cái tai nạn xe cộ. Vâng. Thì tôi còn đến cả một cái văn phòng của cái bác sĩ về chỉnh hình để mà chữa trị cho tôi. Thì tôi còn yêu cầu bác sĩ là thôi để tôi về nhà tôi nằm trên ghế này. Tôi nghĩ là nó còn có hiệu quả hơn là nằm trên ghế của bác sĩ trong vấn đề vật lý trị liệu. Phải công nhận một điều là ghế massage Inada của Nhật này đã làm cho Hương Lan bớt đi rất nhiều cái vụ đau thắt lưng và thần kinh tọa hành hạ mình từ mấy năm qua. Inada Dreamway Medical Chair là chiếc ghế massage vật lý trị liệu tốt nhất thế giới do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế và được làm tại Nhật, chỉ có tại Teletron. Giá sale 8.799, trả góp dài hạn không tính tiền lời, giao đến tận nhà lắp ráp miễn phí trên toàn Hoa Kỳ. Hủ tiếu mì La Cây Chợ Lớn đã nổi tiếng từ thập niên 60, nay xin phục vụ quý khách vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn tại trung tâm thương mại Eden Center. Hủ tiếu mì La Cây Chợ Lớn tọa lạc tại số 6793 Wilson Boulevard, Fortress, Virginia 22044, điện thoại liên lạc 703-531-1420, 703-531-1420.